Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay ở nhà trời mưa phùn đó mọi người, cho nên là không biết làm cái gì cả. Mà hôm bữa đang còn một ít là ốc á, Điệp đi bắt ở kênh mà đang còn á, thì hôm nay Điệp sẽ review cái món là ốc cây nướng mỡ hành nha mọi người. Để Điệp quay cái ốc cho mọi người xem nha. Đây mọi người, đây là cái ốc hôm bữa mình Điệp bắt được ấy. Hôm qua hôm trước Điệp bắt được mà đang đang còn này, ăn một số rồi, một số đang đang còn đây. Thì giờ Điệp sẽ làm cái món là ốc ốc cây nướng mỡ hành nhá. Cái ốc này ở quê mình người ta gọi là ốc cày á, không biết ở ngoài ngoài Bắc miền Trung miền miền Nam người ta gọi là ốc gì. Đây, cái này mà nướng mỡ hành thì quá ngon luôn. À, đây là cái vườn rau nhà mình mọi người này, là cái vườn rau của nhà Điệp nhá. Hello, xin chào mọi người đã trở lại với kênh Điệp Nhà Quê nha. Đây là cái ốc hồi nãy Điệp đã làm sạch rồi nhá. Này mọi người nhìn này. Đây là hôm bữa Điệp có bắt ở ngoài kênh á mọi người. Điệp có bắt ở ngoài kênh ấy. Như hôm nay trời nó se se lạnh á, cho nên làm cái món là ốc nướng mỡ hành á mọi người. Đây. Con to lắm mọi người. À. Cái này ở quê Điệp gọi là con ốc cày hoặc là con ốc dắt, còn ở miền Nam thì hình như là nghe gọi là con chém chép hay sao á. Đấy, còn ở miền Bắc thì không biết thế nào nữa. Đấy. Wow, cái này mà làm mỡ hành thì hết sợi mọi người. Cái loài ốc này thì ở trong miền Nam Điệp có ăn một lần rồi, cũng là ốc nướng mỡ hành như cái loài này á, nhưng mà rất là ngon mọi người. À, nóng. Cái loài ốc này là ốc khác mọi người này, ở quê Điệp gọi là ốc phồng. Wow, nhìn đá quá, con nào cũng lớn. Hôm bữa Điệp có bắt một số đầy nhưng mà ăn hết rồi. Giờ chừa lại một cái loại ốc này để nướng này. Ốc này nướng ngon hơn. Hôm nay là có mỡ hành nè. Có lạc nhá. Lạc hay còn gọi là đậu phộng. Đây, giờ nó há mồm ra rồi mọi người này. Giờ nó há mồm ra rồi này. Wow, nhìn đã không? Wow, nóng quá. Wow, nó há mồm hết rồi. Nó há mồm hết rồi nhá. Ui, sợ luôn. À, con ốc nhìn đã đó. À, chín rồi mọi người ạ. Đây. Wow. Wow. Tiếc quá, tiếc quá. Wow. Mời mọi người nha. À, trời se se lành mắn kiểu này ngon quá trời. Wow.
Mọi người nhìn nhá, quá ngon này. Ngon bỏ thêm nữa, ngon quá trời luôn, bỏ thêm nha mọi người, ngon quá, bỏ thêm. Da nóng à. À, ngon quá trời quá đất luôn. Này, nó lên xì luôn à. Ngon quá trời luôn. Ngày trước ở trong Nam Điệp mà có ăn cái con này một lần rồi, mà người ta gọi là con chém chép, còn ở quê Điệp thì gọi là con ốc dắt hay là gọi là con ốc cày. Ngày trước ở trong Nam cũng ăn cái kiểu này đấy, ốc nướng mỡ hành thấy ngon quá về thử làm theo. Mà ốc ở quê cũng giống ở ốc miền Nam, nó cũng như nhau à. Xin mời mọi người nha, ngon quá chịu không nổi nữa. Ngon quá. Mời mọi người. Cái này ai ở cùng quê với Điệp á thì nếu mà muốn ăn cái ốc này á, Điệp bày cho chỗ bắt nhiều lắm. Cứ ra khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là một cái xô, mà xô sơn á, cái loài loài nhỏ á, là đầy luôn. Đây là cái ốc này là Điệp hôm qua mới đi bắt này. Hôm qua mới bắt đấy. Là nhìn đầy xô sơn luôn. Với loài ốc này nữa này. Ốc này gọi là ốc phồng này. Nhưng mà cái loài này hôm qua nhiều lắm, mà hồi trưa là nấu canh cái loài này hết rồi. Điệp chỉ chừa lại cái loài này để nướng rồi review cho mọi người xem thôi. Đấy. Còn Điệp bắt mà nhiều quá mà ai muốn mua thì Điệp ship tận nơi nhá. Cái ốc này nó ngọt lắm mọi người ạ. Wow, nóng. Nó cực kỳ ngọt luôn. À. Ngày trước là sò lông nướng mỡ hành hoặc là sò điệp nướng mỡ hành nha mọi người. Nhưng mà giờ cái này nó nướng mỡ hành cũng cũng ngon y sò lông luôn. Ốc này là an toàn nhá. Ốc này là điệp điệp bắt ở dưới kênh á. Cái clip trước mà điệp điệp làm mọi người xem á, là điệp bắt ở dưới cái kênh đó đấy, ở kênh đó nhiều lắm, ở kênh đó cực kỳ nhiều. Mời mọi người nhé. Ngon quá. Đây, con này nó há mồm ra rồi nè, cái kéo đâu trời.
Wow, con nào chưa hả? À, con này cũng gần hạ mồm này này.